Cảm ơn quý vị vẫn đang theo dõi chương trình và ngay sau đây sẽ là những bản tin tổng hợp. Chương trình tin tức được đặc biệt bảo trợ bởi công ty xuất nhập cảng Ten Lê Yến, số điện thoại 714-418-9788 hoặc vào trang mạng tiệmyến.com với các sản phẩm đông trùng hạ thảo, nhụy hoa nghệ tây saffron. Mở đầu phần tin tổng hợp ngày hôm nay của chúng tôi cho biết rằng có một chiếc máy bán thịt cá voi tự động tại Nhật Bản. Thưa quý vị, một công ty hy vọng rằng chiếc máy bán tự động thịt cá voi theo dạng sashimi này hay các loại thịt tảng và thịt sông khói sẽ vực dậy được doanh số của mặt hàng này. Theo ông Hideki Tokoro, là chủ tịch của công ty Kyodo Senpaku, trong tuần qua đã đội mũ hình cá voi và chào đón những vị khách hàng trong ngày ra mắt hệ thống bán hàng tự động tại Motomachi, một khu mua sắm cao cấp tại thành phố Yokohama, nơi tập trung nhiều cửa hàng thời trang và các tiệm bánh thủ công. Công ty này vừa mở hai cửa hàng tương tự ở Tokyo và đang lên kế hoạch mở cửa hàng thứ tư tại thành phố Osaka vào tháng tới. Đồng thời, họ hy vọng sẽ phát triển hệ thống tại 100 điểm trong vòng 5 năm tới. Theo đó, máy bán hàng tự động cung cấp thịt cá voi theo dạng sashimi, thịt tảng và thịt sông khói. Phát ngôn viên công ty cho hay sản phẩm này được bán chủ yếu là cá voi săn bắt tại Nhật Bản, với giá từ tương đương là 8 Mỹ Kim cho tới 23 Mỹ Kim. Hiện nay, chính phủ Nhật Bản luôn duy trì quan điểm rằng ăn thịt cá voi là một phần đặc trưng của văn hóa Nhật Bản. Thế nhưng mức tiêu thụ thịt cá voi đạt đỉnh vào đầu những năm 1960 và nó đã giảm dần khi xuất hiện các nguồn cung cấp đạm khác phong phú hơn và giá cả cũng phải chăng hơn. Dữ liệu của chính phủ cho thấy mức tiêu thụ thịt cá voi ở Nhật Bản năm 2021 là 1.000 tấn, thấp hơn nhiều so với 2,6 triệu tấn thịt gà và 1,27 triệu tấn thịt bò. Vào thời điểm đỉnh cao vào năm 1962, mức tiêu thụ thịt cá voi là vào khoảng 233.000 tấn. Các nhà bảo tồn cho rằng động thái quảng bá thịt cá voi là nỗ lực tuyệt vọng nhằm hồi sinh sự quan tâm đến một ngành kinh doanh đang gặp khó khăn. Ủy ban cá voi là cơ quan toàn cầu về việc giám sát và bảo tồn cá voi đã cấm đánh bắt cá voi vì mục đích thương mại từ năm 1986, sau khi một số loài đứng trước bờ vực tuyệt chủng. Tuy nhiên, thì Nhật Bản vẫn tiếp tục săn bắt cá voi vì mục đích nghiên cứu. Quốc gia này đã rời khỏi Ủy ban bảo vệ cá voi và nối lại việc đánh bắt thương mại từ năm 2019. Một số người qua đường gần hệ thống mới ra mắt cho hay sẵn sàng ăn thịt cá voi nếu tiện lợi. Và những người ủng hộ thịt cá voi cho rằng loại thịt này có hàm lượng đạm thì cao hơn, ngoài ra tạo ra lượng khí carbon thấp hơn so với những loại thịt khác. Xem qua bản tin về khoa học công nghệ cho biết rằng robot của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất sẽ thử nghiệm công nghệ AI đầu tiên trên mặt trăng. Theo đó, robot tự hành Rashid trang bị hệ thống học máy của Canada, giúp cho có thể đưa ra quyết định di chuyển và nó dự kiến đáp xuống mặt trăng vào tháng 4. Theo đó, một hệ thống học máy của công ty công nghệ vũ trụ Canada Mission Control Space Service sẽ đáp xuống bề mặt của mặt trăng cùng với robot tự hành Rashid của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Loại robot này phóng lên nhờ hỏa tiễn Falcon 9 của công ty SpaceX trong ngày 11 tới tháng 12 của năm 2022. Theo kế hoạch thì tàu đổ bộ Hatoku R do công ty iSpace của Nhật Bản chế tạo sẽ mang theo Rashid đáp xuống miệng hố trũng Atlas trên bề mặt mặt trăng vào tháng 4 của năm nay. Rashid có nhiệm vụ tìm kiếm khoáng chất và các yếu tố được quan tâm khác trên bề mặt của mặt trăng. Công ty công nghệ vũ trụ Canada cho biết rằng hệ thống học máy này sẽ cung cấp thông tin để giúp robot đưa ra các quyết định. Và đây là cột mốc đáng chú ý bởi vì trước đây chưa có con công nghệ AI nào vượt ra khỏi quỹ đạo trái đất ở tầm thấp. Và nếu như hiệu quả, công nghệ này sẽ đóng vai trò quan trọng với hoạt động khám phá mặt trăng của cơ quan NASA. Nó không chỉ giúp kiếm nước trên mặt trăng mà còn có thể giúp việc quan sát trái đất trở nên hiệu quả hơn. Robot Rashid dự kiến hoạt động trong khoảng một ngày ở mặt trăng. Và một ngày mặt trăng thì tương đương khoảng 29 ngày trên trái đất. Trên bề mặt của thiên thể này thì robot nhiều khả năng sẽ không thể sống sót qua đêm ở mặt trăng. Nhưng điều này không phải là vấn đề với công ty công nghệ vũ trụ Canada. Bởi vì đây chỉ là nhiệm vụ thử nghiệm mà thôi. Nó sẽ tận dụng hết mức thời gian quý giá trên mặt trăng. Đại diện công ty này giải thích rằng dữ liệu đầu ra sẽ được truyền xuống trái đất
và nhóm các nhà khoa học và kỹ sư tại văn phòng của chúng tôi ở Ottawa cũng như tại các trường đại học khác của Canada sử dụng dữ liệu này để quyết định xem robot tự hành nên đi tới đâu. Sang qua bản tin về nền điện ảnh Trung Quốc cho biết rằng bộ phim của Trương Nghệ Mưu đang gây sốt tại phòng vé. Bộ phim có tên là Mãn Giang Hồng đang là phim chiếu Tết của Trương Nghệ Mưu đang được xem là bộ phim ăn khách nhất dịp Tết năm nay và nhận xét là bất ngờ đến phút cuối cùng. Theo trang thống kê Maoyan, tác phẩm này của vị đạo diễn 73 tuổi đã thu về khoảng 340 triệu Mỹ Kim, dẫn đầu cuộc đua doanh thu phòng vé dịp Tết âm lịch tại điện ảnh Trung Quốc. Thành tích của bộ phim này vượt qua bom tấn Lưu Lạc Địa Cầu 2 của vua phòng vé Ngô Kinh hay là bộ phim Vô Danh, một tác phẩm có những tài tử nổi tiếng như là Lương Triệu Vĩ, Vương Nhất Bác hay là Châu Tấn Thủ Vai Chính. Truyền thông nhận xét rằng Mãn Giang Hồng đã hút khách nhờ yếu tố hài hước, tình tiết thì bất ngờ, tính nghệ thuật và dàn diễn viên. Phim lấy bối cảnh thời Nam Tống, tể tướng Tần Cối mang quân đàm phán với nước Kim. Nhưng đêm trước buổi đàm phán, sứ giả nước Kim lại chết tại nơi của tể tướng, thư mật trong người sứ giả cũng không cánh mà bay. Thế là viên lính Trương Đại do diễn viên Thẩm Đằng thủ vai và Tôn Quân do diễn viên Dịch Dương Thiên Tỷ thủ vai đã vô tình bị đưa vào trận đấu chính trị và buộc phải tìm ra hung thủ để bảo toàn tính mạng. Nhiều khán giả nhận xét nội dung thì ly kỳ và hồi hộp đến phút chót, không một chi tiết thừa. Tác phẩm mới lạ so với các tác phẩm khác của Trương Nghệ Mưu khi lồng ghép yếu tố hài hước bên cạnh sự căng thẳng. Trên các trang mạng diễn đàn, đạo diễn cho biết rằng ông và biên kịch muốn khán giả phì cười 30 lần. Dưới con số này, ông cảm thấy phim không thành công ở yếu tố hài hước. Ngoài ra, sự thể hiện của dàn diễn viên đặc biệt là Thẩm Đằng, Lôi Giai Âm nhận phản hồi tích cực từ khán giả. Các trang truyền thông đánh giá bên cạnh yếu tố nội dung, diễn xuất thì tác phẩm này cũng đã thể hiện được sự theo đuổi nghệ thuật nhất quán của Trương Nghệ Mưu, bộc lộ ở việc sử dụng màu sắc, âm thanh và bối cảnh. Phim không sử dụng kỹ xảo, đạo diễn đã tạo sự lôi cuốn nhờ cách sắp xếp bối cảnh, kết hợp tĩnh và động. Tuy nhiên thì một số khán giả cho rằng hầu hết cảnh quay ở trong nhà, ít đại cảnh khiến cho hình ảnh cũng có phần nào nhàm chán. Và đặc biệt là ngoài ra bên cạnh đánh giá tích cực thì bộ phim này cũng hiện đang gây tranh cãi vì nó có sao chép ý tưởng và gian lận doanh thu. Thế nhưng đoàn làm phim cho biết họ đón nhận mọi ý kiến khen chê từ khán giả nhưng không chấp nhận một số người có ác ý và tung tin đồn để bôi nhọ đoàn làm phim. Đơn vị sản xuất sẽ thu thập bằng chứng và kiện những người tung tin ekip phim đã sao chép ý tưởng và gian lận doanh thu nhằm bảo vệ thị trường phim lành mạnh tại Trung Quốc. Cùng những bản tin liên quan trong làng giải trí điện ảnh, diễn viên Pamela Anderson nhận 10 triệu Mỹ Kim thừa kế từ chồng cũ. Theo trang truyền thông Vice đưa tin cho biết rằng John Peters là chồng cũ của Pamela Anderson dự định để lại cho vợ cũ khối tài sản 10 triệu Mỹ Kim sau khi ông qua đời. Thế nhưng điều đáng nói là cuộc hôn nhân chỉ kéo dài có 12 ngày. John Peter nói với truyền thông rằng, tôi luôn yêu Pamela, cô ấy luôn ở trong trái tim tôi và trong di chúc tôi để lại 10 triệu Mỹ Kim cho cô ấy. Cô ấy không biết điều này và chẳng ai biết điều này. Thưa quý vị, thì ông John Peter nói ra là đúng ra ông không tiết lộ điều này. Số tiền trên vẫn dành cho Pamela sau khi qua đời, mặc dù ông không biết rằng người bạn của mình có đồng ý hay không. John Peters, 77 tuổi, lần đầu tiên gặp Pamela, hiện nay đã 55 tuổi, tại Playboy Mansion. Thời điểm đó, cô vừa từ vùng quê nhỏ ở Canada sang Los Angeles lập nghiệp. Cô dần dần nổi tiếng với vẻ ngoài vô cùng bốc lửa. Sau đó, Pamela đã chuyển đến khu đất đỏ Bel Air, sống cùng với John Peters. Trong cuốn hồi ký có tên là Love, thì Pamela giữ diễn viên nói cô và bạn trai yêu nhau trong sáng, chưa từng vượt qua giới hạn. Và cuối cùng thì Pamela quyết định rời khỏi nhà bạn trai. Sau nhiều năm, họ đã đồng ý tái kết hợp. Họ kết hôn vào năm 2020 trước khi đại dịch Covid-19 bùng nổ. Thế nhưng cuộc hôn nhân này chỉ kéo dài 12 ngày. Dù mối tình diễn ra trong thời gian ngắn ngủi, thế nhưng Pamela đã cho truyền thông nói rằng cô không bao giờ thấy khó chịu với người yêu cũ. Cô nói, John thật tuyệt vời và ảnh hưởng rất lớn lao tới cuộc sống của tôi. Tôi vẫn yêu anh ấy đến hơi thở cuối cùng. Và theo các trang truyền thông đưa tin,
John Peters trả hết khoản nợ đáng kể của cựu người mẫu Playboy. Ông không yêu cầu bạn gái kết hôn với mình, dù chính Pamela lại là người ngỏ lời. Ông đã chia sẻ rằng, khi nhận được tin nhắn cô ấy muốn kết hôn, giống như giấc mơ của tôi trở thành hiện thực. Mặc dù lúc đó tôi đã đính hôn với người khác và cô gái đó sắp chuyển đến sống cùng với tôi. Và để khép lại chương trình tin tức ngày hôm nay, Minh Khoa sẽ gửi đến quý vị thông tin cho biết rằng lái xe hơi đi qua cây cầu cổ ở nước Ý, thế là một du khách người Mỹ đã bị phạt tới hơn 540 Mỹ Kim. Ponte Vecchio là cây cầu cổ được xây bằng đá vào thời La Mã, bắc qua con sông Arno ở thành phố Florence của Ý. Nhìn từ xa thì cây cầu này giống như là một thành phố thu nhỏ trên sông, bởi vì nó không có thành cầu và tràn ngập các cửa hàng buôn bán. Các phương tiện giao thông không được phép đi lại trên cầu. Và hãng thông tấn CNN đưa tin cho biết rằng sáng 26 ngày tháng Giêng, một du khách người Mỹ 34 tuổi đã lái xe qua chiếc cầu này. Cái cầu được tạo ra nhằm phục vụ nhiều mục đích như là buôn bán, giao thương, đi lại của người đi bộ. Nhìn từ xa, du khách chỉ thấy có hai dãy nhà cổ nằm hai bên đầu cầu và nó nằm lơ lửng ngang con sông Arno. Theo văn phòng báo chí của thành phố Lawrence cho biết rằng 5 công dân Hoa Kỳ đã bị phạt số tiền tương đương 540 Mỹ Kim vì đã phạm lỗi lái xe qua cầu và không có giấy phép lái xe quốc tế. Anh này khai với cảnh sát rằng bản thân anh đang tìm bãi đậu xe mà không nhận ra là anh đã lái xe qua cây cầu cổ. Cây cầu Ponte Vecchio này được xây dựng lần đầu tiên vào năm 1996, thưa quý vị, và hoàn thành vào năm 1345. Công trình này từng bị lũ lụt cuốn phăng và đã được tái xây dựng vài lần. Thành phố Florence của Ý quyết định chi số tiền khoảng 2 triệu euro để tôn tạo và mở rộng công trình này. Du khách người Mỹ nói trên không phải là người nước ngoài đầu tiên gặp rắc rối khi lái xe vào khu du lịch lịch sử nổi tiếng này của Ý. Trước đó vào tháng 5 của năm 2022, một người đàn ông Ả Rập Saudi đã bị bắt khi đang cố gắng rời khỏi nước Ý. Trước đó người này đã lái một chiếc xe thể thao xuống bậc thang Tây Ban Nha ở khu vực của thành phố Rome và đã bỏ trốn khỏi hiện trường sau khi chiếc xe này bị mắc kẹt giữa chừng. Thế là anh này đã bị buộc tội gây thiệt hại nghiêm trọng cho di tích văn hóa.